cởi giày cởi dép ra. Nhưng mà khi mà khi mà mình cởi giày cởi dép ra thì chúng ta mang theo luôn, để chúng ta đi ra cái lối thì chúng ta mang theo chúng ta đi luôn, và chúng ta không để giày để dép lại. Đi tới cái chùa trắng nha, chùa trắng. Wow, đẹp đi. Cái chùa trắng đó. Đây gọi là chùa trắng, đây là những cái xe bus nó đậu nè, đó. Những cái đoàn người cũng đi theo đoàn luôn nè. Bạn ơi, đây là nhà trắng. Đường đi vô nhà trắng. Wow, đẹp rồi. Đẹp quá các bạn ơi, đẹp quá. Bên kia rồi, thấy không? Rất là đẹp. Rất là đẹp nha các bạn. Thì đây là cái vùng gọi là Chiangrai. Đặc điểm đặc trưng của vùng Chiangrai là cái nhà trắng nha. Quái nhà trắng là chùa trắng, chùa màu trắng. Đó. Wow, đẹp thế. Ok. Wait. Thôi lên. Wow, đẹp thiệt á, đẹp thiệt. Chile TV. Đây cánh chùa nè. Chùa vàng. Chùa vàng. Xem người ta đang lau gì. Cánh chùa vàng nhé. Ê, chùa trắng, chùa trắng. Wow, đẹp thiệt á. Đó. Quá đẹp các bạn ơi. Thì ở Thái Lan nha các bạn. Thái Lan. Chiangrai, Thái Lan. Quá đẹp. Đây quay phim, vừa quay phim vừa chụp hình luôn nha. Wow. Quá đẹp. Ui. Rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp. Here, let me take a picture for you. Wow. Đây là những xương người nha, những hình như là có cái lịch sử riêng của nó sao. Ok các bạn, mình đi lên vô trong chùa nha, nhưng mà tới cái chỗ khúc kia là nó không cho vô quay phim chụp hình. Quá đẹp, quá đẹp. Chile TV, mình đi vô trong nhà chùa màu chùa trắng nha các bạn. Quá đẹp. Thì chùa này rất là nổi tiếng ở Chiangrai. Đó. Đôi khi là cấm kìa, không cho quay phim chụp hình. Quá đẹp.
đẹp các bạn ơi. Rất là đẹp. Dạ. Nó là cũng có gương dài dài, đúng rồi. Quá đẹp. White Temple. If you go in here, is that the heaven? Is how you call? Or hell? Yeah, go inside here.